Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. We got to meet this morning. Điều mà chúng ta thật là phước hạnh để chúng ta nhận được trong buổi sáng hôm nay. And we appreciate the opportunity to share the word of the Lord with you. Và cũng trân quý cái thời giờ mà chúng tôi có để chia sẻ lời Chúa với quý bạn trên buổi sáng hôm nay. We also thank the Lord for the Arise Conference. Và chúng tôi cũng tạ ơn Chúa vì đại hội vùng dậy. I arrived in the United States on the 10th of September. Tôi đã đến Hoa Kỳ lần này từ hôm ngày 10 tháng 9. And I'm going home tomorrow. Và tôi sẽ về nhà sáng mai. And there are so many conferences that we preached at in this time. Và chúng tôi đã giảng nhiều cái đại hội ở tại thành phố này. But just about everywhere that we've gone, just about everywhere, there is a cry out and a call for revival. Và hầu như tất cả các nơi chúng tôi đến đều có cùng một tiếng kêu xin Chúa cho sự phục hưng. Most of the conference themes are around arise, awaken, revival, because this is what the people of God so desire. Đa số các chủ đề đó là bùng dậy, phục hưng, tỉnh thức thuộc linh, bởi vì đây là cái sự khao khát của con dân của Chúa. And so what I'm going to do this evening, I'm going to read a scripture that's from the book of John chapter number 3. Và tôi buổi tối hôm nay sẽ xin được đọc lời của Chúa ở trong Phúc Âm Giăng, bắt đầu chương thứ 3. Verse 34. Câu số 34. And then we'll start working on a message entitled Christ Without Measure. Và chúng ta sẽ cùng nhau học theo cái chủ đề đó là Đấng Christ không giới hạn. John chapter number 3 and verse 34. Giăng chương 3 bắt đầu câu số 34. This is the conclusion of Jesus' conversation with Nicodemus. Đây là cái lời kết luận của Đức Chúa Giêsu trong câu chuyện mà Ngài nói chuyện với Nicodemus. John chapter number 3 has so many themes. Ở trong chương 3 của Phúc Âm Giăng, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều chủ đề. That when you read verse 34, it would be surprising that they're still part of the same conversation with the same man Nicodemus. Và chúng ta có thể ngạc nhiên khi chúng ta đọc câu 34 này, và chúng ta thấy rằng dường như nó không phải thuộc về cái câu chuyện giữa Chúa và con người của Nicodemus. So this is what the scripture says in John 3:34. For he whom God has sent speaks the words of God. Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. For God gives the Spirit to him without measure. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. The Spirit is not measured to him. Và đối với Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh được ban cho một cách không có chừng mực, không có giới hạn. So when we dealing with the Lord Jesus Christ, khi chúng ta nói về Đức Chúa Giêsu Christ, he is going to be God's example or prototype for a human being in the earth. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong thân thể của người ở trên đất này. The first Adam was that. Adam đầu tiên đã được Chúa gây dựng nên trong ý định đó. But in the event of their sin and mistakes, nhưng mà bởi vì tội lỗi và vấp ngã của họ, they opened the door to corruption. Và họ đã mở cửa cho sự băng hoại, which includes the aging process. Và trong đó có liên quan đến vấn đề chúng ta bị già nua đi, causing the physical body to be prone to sickness, disease. Khiến cho thân thể của người của chúng ta dễ để có thể bị nhiễm bệnh, bị bệnh tật. The mind to be subject to emotions of depression and stress and so on. Tâm trí có thể bị trầm cảm, bị ảnh hưởng của cảm xúc và những điều liên quan đến nó. And the spirit of a human being prone to being wounded and even torn. Và tâm linh của con người có thể dễ dàng để bị tổn thương và rất là dễ để có thể bị ảnh hưởng. So with Adam's mistake, body, soul and spirit of the human being is dramatically affected. Bởi tội lỗi và vấp ngã của Adam mà chúng ta thấy loài người của chúng ta phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực như vậy. So when Jesus comes, he comes to restore the original state for humanity. Và khi Đức Chúa Giêsu đến thì Ngài phục hồi lại cái tình trạng nguyên thủy cho loài người của chúng ta. And the unfortunate thing is that what Jesus did for human beings can only be applied according to your knowledge. Và chúng ta thấy một điều đáng tiếc đó là những gì thuộc về Đấng Christ có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta tùy theo mức độ của việc chúng ta hiểu được. Because the Holy Spirit only works according to your knowledge. Và Đức Thánh Linh chỉ hành động làm việc tùy theo mức độ của sự hiểu biết của chúng ta. I turned 60 in 2017. Tôi đến trong năm 2016. And I went to my grandfather's home country, which is India. Tôi đi đến quê hương của ông nội của tôi, tức là nước Ấn Độ. And when I got to India, my heart broke. Khi tôi đến Ấn Độ thì tấm lòng của tôi tan nát. Because I saw the levels of poverty and levels of suffering worse than what I would see in Africa. Và khi tôi nhìn thấy cái mức độ của người ta đau khổ và nghèo đói, lòng của tôi tan nát vì nó tệ hơn là ở tại quê hương cũng như Phi Châu của chúng tôi. And it really wounded me. Và ông cũng đã bị tổn thương rất là nặng nề. And India has 1.2-1.3 billion people. Và chúng ta biết rằng Ấn Độ có khoảng 1.2-1.3 tỷ người sống ở tại đó. To think that 900 million will never get to know what Jesus actually did for human beings. Nhưng mà nghĩ đến có thể lên đến 900 triệu người Ấn Độ sẽ không bao giờ có cơ hội để nghe những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho họ trong sự chết và hy sinh của Ngài. And so when Jesus came, nên khi Chúa Giêsu đến, he came to teach the way of the kingdom. Và Ngài đến để dạy về đường của vương quốc của Đức Chúa Trời. The way of the kingdom is the standard of heaven on earth. Và đường lối của vương quốc của Đức Chúa Trời đó là tiêu chuẩn của thiên đàng có thể áp dụng ở trên đất này. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ý Cha được nên ở đất như ở trời. So God's standard in heaven has to be forced into the earth. Cho nên những nguyên tắc căn bản cũng như tiêu chuẩn của vương quốc Đức Chúa Trời phải được nhấn mạnh và tràn vào ở trong quả địa cầu của chúng ta. And Matthew chapter number 11 says the kingdom of God is violent and the violent force it to manifest. Và lời của Chúa nói rằng vương quốc của Đức Chúa Trời phải chịu sự tranh chiến lớn và những người muốn vào trong vương quốc đó phải tranh chiến một cách mạnh mẽ để vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. So to bring the standard of God in the earth demands deliberate force. Và để đem cái tiêu chuẩn của vương quốc Đức Chúa Trời đến ở trên mặt đất này đòi hỏi phải có một cái sức mạnh tập trung. And this is the force of the mind being renewed to its original state. Và đòi hỏi tâm trí của con người của chúng ta cần được đổi mới trở lại theo tiêu chuẩn ban đầu mà Chúa đã dựng nên. So when Jesus comes, he chooses 12 and teaches the way. Và Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thì Ngài hướng dẫn về đường lối của vương quốc của Đức Chúa Trời. They are then going to teach humans what Jesus taught them. Và rồi các môn đệ của Chúa đã dạy dỗ nhân loại thầy về đường lối mà Chúa đã dạy họ. And that ministry for the apostles starts in Acts chapter number 2. Và chúng ta biết rằng chức vụ của các sứ đồ bắt đầu ở trong Công vụ chương 2. But when they start the church, và khi họ bắt đầu hội thánh, they had no book. Họ không có sách vở. All they had was the Old Testament scriptures. Họ chỉ có những điều của Cựu Ước. They didn't know what the church looked like. Họ chưa thấy được hình ảnh của hội thánh của Chúa là hình dáng ra như thế nào. They didn't know what the church meant. Và cũng không hiểu được hội thánh của Chúa, mục đích của hội thánh của Chúa là gì. Because when the Holy Spirit fell on the day of Pentecost, there was no church. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên hội thánh Ở trong ngày lễ Ngũ Tuần thì lúc bấy giờ hội thánh chưa có mặt. And so the apostles were going to the temple to teach the way of Jesus. Cho nên các sứ đồ đã đi đến đền thờ và hàng ngày dạy về đường lối mà Đức Chúa Giêsu ngài đã giảng dạy. They are using somebody else's building. Và họ sử dụng cái tòa nhà của người khác. And telling the people who own the building that you are the wrong way. Và nói với những người chủ của những cái tòa nhà đó là quý vị đã đi lầm đường rồi. So okay, go get your own building if you want to tell me I'm the wrong way. Thì lúc bây giờ họ có một cái sự gọi là đáp trả, họ nói rằng nếu chúng tôi sai thì đi chỗ khác, không có sử dụng tòa nhà của chúng tôi nữa. And so when they began, they were going as led by the Holy Spirit. Và họ khi bắt đầu thì được hướng dẫn dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. And so the Holy Spirit then, the Holy Spirit's assignment is to teach Christ, which is God's original intent for man. Và chúng ta biết công tác của Đức Thánh Linh đến là để dạy dỗ và bày tỏ Đấng Christ theo những ý định ban đầu mà Đức Chúa Trời ngài đã định cho loài người của chúng ta. Jesus told his disciples that he, the comforter, the paraclete, the lawyer will lead you into all truth. Và Đức Chúa Giêsu đã báo trước công tác của thần ý ngụy, của Paracletos, là ngài đến để dẫn cho các môn đệ của ngài đi vào mọi lẽ thật. All truth does not exclude. Let me rephrase that. All truth includes the standard of living of every human being. Và chúng ta biết rằng tất cả những sự thật trong đó gồm có cái tiêu chuẩn căn bản mà mỗi con người của chúng ta cần phải có. All truth is not just salvation. Và chúng ta biết rằng mọi lẽ thật trong đó không chỉ là sự cứu rỗi mà thôi. Salvation is the most important part of the truth, but it's not all truth. Sự cứu rỗi là một cái phần rất quan trọng ở trong tất cả những cái lẽ thật, nhưng mà không phải là tất cả lẽ thật. All truth includes let the weak say I am strong. Ở trong cái mọi lẽ thật của Chúa đó gồm có những người yếu đuối hãy nói mình mạnh mẽ. It includes let the poor say I am rich. Và luôn cả những người nghèo đói nói rằng tôi được giàu có. But at some point we have to move from saying to being. Và chúng ta đến một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta phải chuyển từ những người mà chúng ta nói về những điều đó trở nên những người đúng như vậy. Imagine if you say for 40 years I am well and you still sick, you just saying and saying and saying. Rồi chúng ta có thể nói suốt cả 40 năm rằng tôi được lành nhưng mà thân thể của chúng ta vẫn còn đau ốm. You keep on saying I am rich, I am rich, I am rich, I am rich and you still counting pennies. Và chúng ta có thể nói rằng tôi giàu có nhưng mình vẫn còn đếm bạc cắt. So from saying there has to be manifestation. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta nói cái lời thì phải có một sự biểu hiện ra. And we are believing God for manifestation from this conference. Và chúng ta tin vào ở trong cái sự biểu hiện của công việc của Chúa ở trong kỳ đại hội này. So every era as we begin to build how immeasurable Christ is. Và chúng ta biết rằng mỗi cái thời đại thì chúng ta biết rằng có cái sự cân đo về Đấng Christ. I'm going to do a 15-minute track on the reason Jesus stands alone. Và chúng tôi muốn sẽ chia sẻ với anh chị em khoảng 15 phút thế nào Đức Chúa Jesus Christ là đấng đứng ở trong cái vị trí không ai bằng ngài và không ai so bằng ngài. Every era in every continent has its great people. Và chúng ta biết rằng trải qua những thời đại ở trong tất cả những cái lục địa ở trên thế giới này, chúng ta biết rằng cần phải biết cái tiêu chuẩn đó. So, but every great person has a match. Và chúng ta biết rằng thí dụ mỗi người tốt đẹp đó thì có một cái người được định để có thể làm vợ làm chồng. So for example there was Julius Caesar. Và chúng ta thấy một cái thí dụ như là ông Julius Caesar. He was matched by Mark Anthony. Và chúng ta biết rằng có một cái hình ảnh tương đối của Mark Anthony. He was murdered by Brutus, his friend. Và chúng ta biết rằng ông đã bị giết bởi một người bạn. In music you have Beethoven, but you also have Bach. Và chúng ta thí dụ như trong âm nhạc thì chúng ta thấy có Beethoven và chúng ta cũng có Bach. In art you have Michelangelo, but you have Leonardo da Vinci. Chúng ta thấy ở trong nghệ thuật tranh ảnh thì chúng ta thấy cũng có hai cái đối tượng mà chúng ta thấy, thí dụ như Leonardo và Da Vinci. In philosophy, ở trong về những triết gia, you have Aristotle but you have Socrates. Và chúng ta thấy có Aristotle cũng như Socrates. And so in every particular field you have great human beings but they have their match. Và chúng ta thấy rằng trong mọi lĩnh vực chúng ta thấy có những con người vĩ đại đặc biệt, và chúng ta cũng thấy có những cái người giống như là địch thủ tương đương với họ. You got Oprah, you got Whoopi Goldberg. Ví dụ như chúng ta thấy có nhà bình luận Oprah, thì chúng ta cũng thấy rằng có một cái đối tượng đó là Gobi. But when you deal with Jesus, he stands alone. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu thì không có ai có thể so bằng Ngài và tương đối. He stands alone. Ngài là đứng vào vị trí độc nhất. From Adam to the birth of Jesus. Từ Adam cho đến lúc Đức Chúa Giêsu giáng sinh. There were great men that God raised. Có những con người vĩ đại mà Chúa Ngài dựng họ lên, giấy họ lên. But everyone had their match. Và mỗi người đều có một cái đối tượng. The Bible says Enoch walked with God. Lời của Chúa nói rằng ông Enoch bước đi với Đức Chúa Trời. But it was Noah that found grace. Nhưng mà Noah thì là người được bước đi, được ân điển của Chúa. God called Abraham and gave him great promises. Và Chúa Ngài đã tìm thấy Abraham và cho ông những lời hứa vĩ đại. But God raised up Isaac to fulfill the promise. Và Chúa Ngài lại dấy lên Isaac là con của ông để làm trọn những lời hứa đó. Esau was a great man, but Jacob was his match. Esau là một cái người cũng là đặc biệt, nhưng mà Jacob là người được dấy lên. Sarah was phenomenal, but Rebecca was equally phenomenal. Và chúng ta thấy bằng bà Sarah cũng là một cái người hết sức là đặc biệt, và Chúa Ngài cũng dấy lên Rebecca là một cái người rất đặc biệt. Rachel was pretty, but Leah could produce sons. Và chúng ta thấy rằng bà Rachel thì rất là xinh đẹp, nhưng mà bà Leah thì lại có thể sanh được nhiều con cho Gia-cốp. Moses was the greatest prophet, but Joshua was the greatest deliverer. Và chúng ta biết là Môi-se là một tiên tri của Chúa, người lãnh đạo. Nhưng mà Joshua thì cũng được Chúa dựng lên để làm người giải cứu. Was a tremendous judge, but Jephthah was a judge of valor. Và chúng ta thấy hai quan xét, và chúng ta thấy rằng có một cái sự tương ứng và tương đối với nhau, như Jephthah được Chúa Ngài sử dụng và tương đối. David was a giant killer, but Solomon limited giants. Và chúng ta thấy rằng he was a giant maker. Và chúng ta thấy có người đã giết chết khổng lồ, và cũng có người đã tạo nên những tên khổng lồ. And so every king has his match. Và chúng ta biết rằng mỗi vị vua cũng có một cái đối tượng. Every prophet has his match. Và chúng ta biết rằng mỗi tiên tri của Chúa cũng có một đối tượng. There is the great Elijah. Thí dụ như chúng ta thấy tiên tri Eli. Only to be surpassed by the great Elisha. Và chúng ta thấy rằng lại được một cái đối tượng kinh ngạc là tiên tri Elisha. You have great deliverers like King Jehu. Và chúng ta thấy như một vị vua giải cứu Jehu. But then you have King Hezekiah. Rồi chúng ta lại thấy vị vua Hezekiah. You have Zephaniah and Zechariah. Và chúng ta thấy như Sophoni và Zachary. You have Elizabeth. Chúng ta có Elizabeth, who gives birth to John, là người đã sinh ra John Baptist. And you have Mary who's expecting Jesus. Và chúng ta lại thấy trinh nữ Mary lại mang thai Đức Chúa Giêsu. But John could only be because of Jesus. Và chúng ta biết rằng ông John Baptist chỉ có thể được như vậy vì ông là người dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Jesus is the great geologist, the rock of ages. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu thật là vầng đá của mọi thời đại. Jesus is the great economist, the God that supplies all our needs. Chúa Giêsu là một nhà kinh tế gia vĩ đại, và Ngài đem đến một cái sự thay đổi của đời sống của con người của chúng ta trong nền kinh tế. Jesus is a great monarch, he is the king of kings. Đức Chúa Giêsu, Ngài là vị vua, Ngài là vua của muôn vua. Jesus is the great ministry leader, he's the apostle of our soul. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là một đấng có một vụ vĩ đại, vì Ngài chính là sứ đồ cho chăm sóc, giám mục cho linh hồn của chúng ta. Jesus is the greatest intercessor. He's making intercession for us right now. Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng cầu thai, và Ngài đang làm công việc cầu thai cho chúng ta ngay bây giờ. Jesus is the greatest teacher, never a man spake this manner. Đức Chúa Giêsu là một vị giáo sư vĩ đại, chưa bao giờ có ai giảng dạy như Đức Chúa Giêsu. Jesus is the most committed shepherd, the Lord is my good shepherd. Đức Chúa Giêsu chính là người chăn vĩ đại, và Ngài chính là đấng chăn giữ linh hồn của tôi. He is the greatest truth. Ngài là chân lý vĩ đại, tốt đẹp nhất. He is the greatest way. Và Ngài cũng là con đường duy nhất. He is the greatest life. Và Ngài là ánh sáng vĩ đại. He's the greatest bread of life. Và Ngài cũng là bánh hằng sống vĩ đại. He's the greatest resurrection of the dead. Và Ngài cũng là đấng phục sinh từ cõi chết. He's the greatest that could walk on water. Và Ngài là đấng duy nhất có quyền đi trên mặt nước. He could do wonders with water, like making a glass of Shiraz. Và chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có thể biến cái nước lạ trở nên một cái ly rượu đỏ ngon. He could raise the dead. Ngài có thể khiến sống kẻ chết. From one that died a few hours to one that was dead 4 days. Và chúng ta thấy từ một người mới chết một vài giờ đến một người đã chết 4 ngày rồi và Chúa vẫn gọi sống lại. There've been great men and women, but Jesus Christ stands alone. Và có những con người vĩ đại ở trong lịch sử của nhân loại, nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ là đấng độc nhất, đứng vào trong vị trí độc nhất vô nhị của Ngài. He died and oh, didn't he die? Và khi Ngài chết, Ngài thật sự chết. He shed his blood, oh, didn't he shed his blood? Và Ngài khi đổ huyết của Ngài thì thật chỉ có mình Ngài mới đổ huyết được để cứu chúng ta. He was beaten and oh, didn't they beat him? Và Ngài bị đánh đập thì chúng ta thấy rằng khi Ngài chịu đánh đập thì cũng như là cái người bị đánh đập tàn nhẫn nhất ở trong lịch sử. We are healed by his stripes. Chúng ta được chữa lành bởi những lần đòn của Ngài. We are delivered through his blood. Chúng ta được giải cứu bởi huyết của Chúa. We are buried with him in baptism and raised in the power of the Holy Spirit. Chúng ta được chôn với Chúa trong baptism và chúng ta được sống lại với Chúa ở trong sự phục sinh. Jesus Christ stands alone. Đức Chúa Giêsu là đấng độc nhất vô nhị. Jesus was our perfect high priest. Ngài chính là thầy tế lễ trọn vẹn của chúng ta. Now the Bible mentions some great priests. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh có nói đến những thầy tế lễ rất là tốt đẹp và vĩ đại. There was Melchizedek, the priest of God in Salem. Như là Melchizedek là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời ở tại thành Salem. Genesis 14. Ở trong Sáng Thế Ký chương 14. There was the priest of God Aaron that God had lifted. Và chúng ta thấy như Aaron đã được Chúa Ngài dấy lên làm thầy tế lễ cho Chúa. His son Eliezer took over after him. Và chúng ta thấy con trai của ông cũng đã tiếp nối công việc của ông. The Bible talks of Abiathar the priest. Và chúng ta cũng có nghe nói đến tiên tri Abiathar. The Bible talks about Joshua the priest in the book of Zechariah that Satan stood to resist. Và chúng ta thấy cũng có thầy tế lễ Joshua được nói đến trong sách Sacchari được Chúa Ngài dấy lên. But there's never been a priest like Jesus Christ. Nhưng mà không có một thầy tế lễ nào so bằng với Đức Chúa Jesus Christ. He is the priest that offered his life. Ngài là chính là thầy tế lễ đã hy sinh mạng sống của mình. He is the priest that's the savior of souls. Và Ngài chính là thầy tế lễ cứu linh hồn của chúng ta. He is the priest that had the perfect sacrifice. Ngài chính là thầy tế lễ có một cái của lễ trọn vẹn nhất. He is the priest that spilled perfect blood. Và chúng ta thấy Ngài là thầy tế lễ duy nhất có thể đổ huyết trọn vẹn vô tội của Ngài. The priest that becomes the firstborn of many. Và chúng ta thấy rằng Ngài trở nên thầy tế lễ là người sanh đầu nhất trong mọi người. He is the priest that carries the sins of the world. Và chúng ta biết rằng Ngài là thầy tế lễ duy nhất có thể mang lấy tội lỗi của cả nhân loại. He is the priest that wrestled the keys of death, hell and the grave from Satan. Và Ngài là đấng duy nhất có quyền để tước chìa khóa từ tay của Satan. His priesthood is immeasurable. Ngài chính là đấng mà không có giới hạn. Anytime, any day, any night, anywhere, you can call on him. Bất cứ giờ nào, ngày hay là đêm, Ngài là đấng duy nhất. And as a priest, he will meet your needs. Và bởi Ngài là thầy tế lễ, Ngài có thể đáp ứng nhu cầu của anh chị em. Hebrew says we have a priest that has gone beyond the heavens. Và chúng ta biết rằng thưa Pêrô nói rằng chúng ta có một thầy tế lễ đã đi cao hơn các tầng trời. Let us come to the throne of grace to obtain mercy to help in time of need. Cho nên chúng ta có thể được đến gần ơn phước để nhận được ơn trong thì giờ có cần dùng của mình. Jesus Christ is the perfect high priest. Đức Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ thường phẩm trọn vẹn. He is the priest of priests immeasurable. Ngài là thầy tế lễ của tất cả các thầy tế lễ, là đấng mà chúng ta biết rằng vô hạn. When you worship him, khi chúng ta thờ phượng Ngài, he receives your worship as a priest. Và Ngài nhận cái sự thờ phượng của chúng ta như một thầy tế lễ. And takes your worship and puts it on the altar of incense in heaven. Và Ngài đem cái sự ngợi khen của chúng ta và Ngài đặt vào ở trong chén của lư hương ở trên thiên đàng. As a priest, when you give your offering, he receives your offering. Khi Ngài trong vị trí của thầy tế lễ, khi anh chị em dâng hiến, Ngài nhận cái sự dâng hiến của anh chị em. You give money, you give clothes, you give whatever. Anh chị em dâng cho Chúa quần áo hay là bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Chúa. As a priest, he will receive that offering. Và là thầy tế lễ, Ngài nhận cái của dâng đó. And like Cornelius in chapter 10 of Acts, release a memorial blessing for you. Và chúng ta thấy rằng như ông Cornelius thì Chúa Ngài đã khai phóng phước của Ngài ở trên đời sống của ông. As a priest, Jesus cannot be measured. Như trong vị trí của thầy tế lễ thì cũng không ai so bằng với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Not only is Jesus a priest, but he is a prophet. Đức Chúa Jesus không chỉ là thầy tế lễ mà Ngài cũng là một tiên tri. The Bible says that God raised up a prophet in Israel. Và chúng ta biết rằng lời của Chúa rằng Ngài dấy lên một tiên tri cho Israel. He is a prophet after the order of Melchizedek. Và chúng ta thấy rằng Ngài trở nên chức của tiên tri theo như Melchizedek. So as a prophet, the test of a prophet, can you fulfill prophecy? Và chúng ta thấy một trong những cái thử nghiệm của những người tiên tri là những lời mình tiên tri có ứng nghiệm hay không. So he came to fulfill the law and the prophets. Và Ngài đến để làm trọn luật pháp và lời tiên tri. But as a prophet, Jesus is the greatest of the prophets. Và là một tiên tri, Đức Chúa Giêsu là đấng tiên tri vĩ đại nhất. Because if you read the prophecies concerning what's happening even in the world today, chúng ta đọc những lời tiên tri liên quan đến luôn cả thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Jesus clearly spelled that out. For example, in Matthew 24. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đã mô tả ra một cách rất là rõ ràng. Thí dụ như trong Ma-thi-ơ chương 24. As a prophet, he was Abraham's sacrifice. Và làm một cái tiên tri của Chúa, Ngài nói đến cái sự dâng hiến của Abraham. He was Isaac's well. Ngài ở tại giếng của Jacob. As a prophet, he was Jacob's ladder. Và chúng ta thấy là tiên tri của Chúa thì chúng ta thấy Ngài là Jacob's ladder. Cái thang của Jacob mà bắt tin đến tận trời. As a prophet, he was Rachel's stone removed from the well. Và chúng ta thấy là tiên tri của Chúa, Ngài là hòn đá của Rachel đã được lấy ra khỏi cái giếng nước. As a prophet, he was Judas' praise. Và chúng ta biết rằng là một tiên tri, Ngài chính là cái sự ngợi khen của Judas. As a prophet, he was Levi's offering. Và chúng ta biết rằng là một tiên tri của Chúa, Ngài chính là sự dâng hiến của những người Lê-vi. As a prophet, he was Joseph's coat of many colors. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là áo choàng nhiều màu của Joseph. As a prophet, he was Moses' tables of stone. Và chúng ta thấy là tiên tri của Chúa, là tiên tri, Ngài chính là Moses' tables of stone. Cái bàn thờ của Moses đã được làm cho vững mạnh. As a prophet, he was Miriam's tambourine. Và chúng ta biết là tiên tri của Chúa, Ngài chính là cái tambourine của Miriam. As a prophet, he was Aaron's rod that budded. Và chúng ta thấy rằng Ngài chính là tiên tri của Chúa, Ngài chính là cây gậy trổ hoa của Aaron. As a prophet, he was Jacob. As a prophet, he was Joshua's Jericho. Và chúng ta thấy là tiên tri của Chúa, Ngài chính là Joshua đứng trước tường thành của Jericho. As a prophet, he was Caleb's mountain. Ngài cũng chính là Caleb, là người đã chiếm lĩnh những ngọn đỉnh núi cho Chúa. As a prophet, he was Samson's strength. Và là tiên tri, Ngài chính là sức mạnh mà Samson có. As a prophet, he was Ruth's Boaz. Và chúng ta thấy bởi là tiên tri của Chúa thì Ngài chính là router của Boaz. As the prophet, he was David's rock. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là hòn đá của David. As the prophet, he was Solomon's wisdom. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là sự khôn ngoan mà vua Solomon có được. As the prophet, he was Elijah's fire. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là lửa trong chức vụ của tiên tri Eli. As the prophet, he was Elisha's double portion. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là bội phần ở trong chức vụ của tiên tri Elisha. As the prophet, he was Job's victory. Và là tiên tri của Chúa, Ngài chính là sự đắc thắng của Job. He was Isaiah's open heaven. Ngài chính là bầu trời mở ra ở trong chức vụ của tiên tri Jeremiah's tears. Là tiên tri của Chúa, Ngài chính là những giọt nước mắt của tiên tri Jeremiah. As a prophet, he's prophesying on your life success right now. Và vì là tiên tri, Ngài công bố những lời tiên tri của Ngài ở trên đời sống của anh chị em một cách thành công và kết quả ngay trong giây phút này. As a prophet, he's prophesying your healing right now. Và là tiên tri của Chúa, Ngài tuyên bố con được chữa lành ngay lúc này. As a prophet, he's taken your infirmity and your affliction. Và là tiên tri của Chúa, Ngài có thể cất đi những đau ốm bệnh tật của anh chị em. You can't measure Jesus as a prophet. Anh chị em có thể cân đo Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là đấng vô hạn. The anointing without measure. Ngài là đấng mà chúng ta không thể đo lường cân đo được. He has the anointing without measure. Ngài có một sự sức giàu không chừng mực. He can speak to Sam right now. Ngài có thể nói với Sam trong lúc này. And tell Sam that he will be an old man with his great grandchildren. Ngài có thể nói rằng Sam có thể trở nên một ông già có nhiều con cháu, ngồi nhiều cháu nội. Only the Spirit of God can be measureless. Và chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể đo lường điều đó. And you will grow old and see your great grandchildren. Và con sẽ trở nên người có tuổi và con sẽ thấy được cháu nội của mình, cháu So Jesus is a priest without measure. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ không có. Jesus is a prophet without measure. Ngài là tiên tri không có giới hạn. But Jesus is also a king without measure. Ngài cũng là vua vô hạn. So he is prophet, he is priest, he is king. Ngài là tiên tri, Ngài là thầy tế lễ và Ngài là vua. Jesus is king of the universe. Đức Chúa Giêsu là vua của vũ trụ này. He owns every mountain. Ngài là đấng có quyền sở hữu trên tất cả mọi đỉnh núi. Possesses every valley. Và tất cả những thung lũng. His name is excellent in all the earth. Danh của Ngài là trọn vẹn tuyệt hảo ở trên cả trái đất này. Everything dead and alive possesses his DNA. Và tất cả những gì sống hay chết đều có cái DNA của Chúa trong họ. As king, he is unchallenged. Và là vua thì không có một con người nào có thể đương đầu được với Ngài. As king, his thoughts are final. Và bởi vì Ngài là vua, Ngài là đấng cầm giữ đời sống tài chánh của chúng ta. As king, his words are final. Và Ngài, bởi vì Ngài là vua, Ngài là đấng cầm giữ tất cả những điều cuối cùng của chúng ta. As king, his blessing is final. Và khi Ngài là vua, Ngài, cái sự ban phước của Ngài là tiếng nói tối hậu trong đời sống của chúng ta. As king, his edict is final. Và chúng ta biết rằng bởi vì Ngài là vua, Ngài có thể làm một kết hoàn hảo đời sống tài chánh của anh chị em. As king, his restoration on your life is final. Và bởi là vua, cái tiến trình của sự phục hồi trong đời sống của anh chị em là đã đến cái mức độ toàn hảo. As king, he can find you in Lodibar. Và là vua, Ngài có thể tìm thấy chúng ta ở tại Lubbock. And raise you up, Mephibosheth, and put you at his table. Và Ngài có thể kéo chúng ta ra và đặt chúng ta ngồi ở trên bàn của Ngài. As king, he'll replace your legs, Mephibosheth, and walk for you. Và Ngài có thể thay thế cái chân của anh chị em và Ngài đi cho anh chị em. As king, he'll walk for you in heavenly places. Và là vua, Ngài có thể đi cho anh chị em ở bất cứ mọi nơi. As king, he sits at the right hand of the Father, making intercession to bring you to royalship. Và là vua, Ngài đang ngồi bên hữu của Chúa Cha và đang cầu thay cho anh chị em và ban cho anh em quyền cai trị. The Bible says he is the King of Glory. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài là vua của sự vinh hiển. So lift up your heads, O ye gates. Cho nên hỡi các cổng, các cửa hãy mở đầu lên. Because he is the king of glory. Bởi vì Ngài là vua vinh hiển. He is the king of honor. The king of honor. 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 Ngài là vua của tất cả một sự tôn trọng. Psalm 8 says he crowns you with glory and honor. Và Thi Thiên thứ 8 nói rằng Ngài lấy vinh hiển và sang trọng mà đội làm vương miện cho anh chị em. All glory and honor belongs to him. Tất cả những sự vinh quang, tôn quý thuộc về Chúa của chúng ta. He is the king of power and majesty. Ngài là vua của quyền năng và sự vinh hiển. Power belongs to him. Tất cả quyền năng trong tay của Ngài. And he said, I give you power. Và Ngài nói rằng ta ban cho các con quyền năng over devils and demons. Ở trên cả ma quỷ cũng như là các quỷ dữ của nó. I give you power over serpents and scorpions. Cho các ngươi quyền năng trên tất cả mọi thứ. I give you power to stand on dragons. Và ta ban cho các con quyền năng để có thể đạp ở trên đầu của những con rồng. I give you power to heal the sick. Ta ban cho các con quyền năng để chữa lành những người đau ốm. I give you power to raise the dead. Ta ban cho các con quyền năng để có thể cứu sống kẻ chết. He said in chapter number 24 of Luke verse 50, I give you power to bless. Và Chúa Ngài cũng nói rằng ta ban cho con quyền năng để có thể công bố lời chúc phước. He is the king of blessing. Ngài là vua của mọi phước hạnh. He is the king of promotion. Ngài là đấng là vua có thể cất nhắc. He is the king of covenant. Ngài là vua của giao ước. He is the king of restoration. Và Ngài là vua của sự phục hồi. And so he has the spirit without measure. Và Ngài là đấng mà chúng ta biết rằng không thể cân đo được. Christ vì Ngài the priest, là đấng vô hạn. The everlasting sacrifice. Và Ngài đã dâng một cái của lễ đời đời cho Đức Chúa Trời rồi. Christ the prophet, the everlasting truth. Và Chúa Giêsu Ngài là đấng, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã công bố lẽ thật đời đời. And Christ the King, the everlasting ruler. Và chúng ta biết rằng Ngài Đấng Christ là vua, Ngài cai trị đời đời. And he gives you the spirit without measure. Và Ngài cũng ban cho anh chị em Thánh Linh của Chúa một cách không chừng mực. He whom God has called and chosen. Và Chúa Ngài là đấng mà Đức Chúa Trời Ngài đã dấy lên. To him and her he gives the spirit without measure. Thì Ngài ban cho những người con của Chúa Thánh Linh của Chúa một cách không giới hạn. So don't be afraid to ask him. Cho nên tại sao anh chị em lại lo sợ mà không dám xin Ngài? Don't be afraid to believe him. Đừng có lo sợ và vô tín. Don't be afraid to trust him. Đừng có lo sợ và không tin cậy nơi Ngài. Because his name will never lose power. Bởi vì Chúa Ngài ban cho anh chị em trong quyền năng của Ngài. His blood will never lose power. Ngài không bao giờ mất quyền năng. And his covenant is an everlasting covenant. Và giao ước của Ngài là giao ước đời đời. From generation to generation. Từ đời này sang đời khác, thế hệ này. Everybody clapping your hands. Amen. Chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay. I have the spirit without measure. I have the spirit without measure. Chúng ta có. I have the spirit without measure. 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 Tôi có Thánh Linh của Chúa một cách không có giới hạn. It's Christ in me. Bởi vì Đấng Christ ở trong tôi. Father, we thank you. Cha ơi, con cảm ơn Ngài for this moment, cho giây phút này, khoảnh khắc này at VBC. Ở tại VBC. For this great conference. Cho đại hội lớn lao. Cause us to be awakened. Xin khiến cho chúng con được tỉnh thức. Cause us to arise. Khiến cho chúng con trỗi dậy. Cause us to be very blessed. Khiến cho chúng con trở nên những người rất được phước. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Amen and amen. 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 Thank you so much for receiving me. Amen. Cảm ơn quý vị đã đón tiếp chúng tôi. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.